chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay, mây dày và sương mù tiếp tục bao trùm nhiều nơi ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Nhiều nơi còn có mưa nhỏ, mưa phùn lất phất. Trưa chiều nay thì trời quang mây hơn, có nơi xuất hiện nắng nhẹ. Mức nhiệt trưa nay trên khu vực không tăng nhiều, phổ biến ở ngưỡng là từ 20 đến 23 độ ở khu vực Đông Bắc, phía Tây trời nắng nên nền nhiệt cao hơn. Dự báo xa hơn, từ nay đến ngày 31 tháng 1, tức là ngày cuối cùng của năm cũ, thì thời tiết Bắc Bộ sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ hôm nay đến ngày 28 tháng 1 thì không khí lạnh suy yếu dần. Thời tiết Bắc Bộ chủ đạo là nhiều mây, sương mù, trưa chiều hửng nắng nhẹ, cùng với nền nhiệt cao nhất ngày, phổ biến là từ 21 đến 26 độ. Giai đoạn 2, từ đêm ngày 28 sang đến ngày 29 tháng 1, tức là ngày 27 tháng Chạp âm lịch, thì một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh di chuyển xuống và còn tăng cường bổ sung liên tục trong các ngày sau, khiến cho nhiệt độ giảm rất mạnh. Và cùng với đó là rãnh gió Tây trên cao hoạt động mạnh trở lại, khiến cho cảnh báo thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Nguy cơ xảy ra mưa dông đi kèm với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng với đó là toàn Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng ngay trước thềm đêm giao thừa. Trở lại với thời tiết các thành phố lớn trong trưa chiều nay. Thủ đô Hà Nội sáng nay trời nhiều mây, sương mù khá dày. Đến trưa chiều nay thì trời quang mây hơn và đôi lúc hửng nắng nhẹ. Mức nhiệt hôm nay trên thành phố dao động từ 19 đến 23 độ. Thành phố biển Đà Nẵng sáng nay trời có nắng ngay từ sáng khiến cho không gian quang đãng. Tuy nhiên quý vị lưu ý là về trưa chiều thì cũng bắt đầu xuất hiện nắng mạnh do trời ít mây. Nền nhiệt ngày đêm hôm nay trên thành phố cũng tăng nhẹ, duy trì ở ngưỡng là 22 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều nay nắng cũng lên mạnh khiến cho nền nhiệt độ tăng nhanh lên mức là 33 đến 34 độ. Cùng với đó là độ ẩm giảm thấp, trời vừa khô vừa nóng. Và trong điều kiện thời tiết này, nhất là trong ngày Tết ông Công ông Táo hôm nay, thì quý vị nên đặc biệt lưu ý đến các hoạt động đốt vàng mã, sử dụng lửa, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Về tối và đêm thì nhiệt giảm, trời mát. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.